Vượt qua gần 6.000 hải lý, tàu 20 Hải đội 132 Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân Việt Nam vừa cập quân cảng Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập Hải quân đa phương Milan 2024 tại Ấn Độ. Việc tham gia diễn tập Hải quân đa phương Milan 2024 không chỉ nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải, mà còn tăng cường quan hệ, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Với chủ đề tình bạn, gắn kết, hợp tác, diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2024 tại thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, với sự tham gia của Hải quân đến từ 47 quốc gia. Đây là lần thứ 3 Hải quân Việt Nam tham gia. Qua diễn tập này, Hải quân Việt Nam tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước. Vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Là dịp huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy hiệp đồng, khả năng làm chủ vũ khí trang bị cho bộ đội trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển, thời tiết phức tạp. Toàn tàu báo động, đấu tranh bảo vệ sức tàu. Xác định, huấn luyện đường dài, huấn luyện chiến đấu là những nội dung rất quan trọng. Cấp ủy chỉ huy tàu 20, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện luyện tập các bảng bố trí chiến đấu, chú trọng huấn luyện thực hành theo các nội dung cụ thể, kỹ lưỡng. Các nội dung huấn luyện được thực hiện khi tàu hành trình trên biển đường dài, trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, thậm chí mưa dông, đêm tối. Huấn luyện trong quá trình đi biển giúp cho bộ đội rèn luyện khả năng chịu đựng sóng gió, tăng sức bền, sự dẻo dai để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Việc huấn luyện trong quá trình đi biển đường dài giúp chúng tôi sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng thời thực hiện tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thời tiết sóng gió phức tạp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn tại bến và diễn tập thực binh trên biển. Trong giai đoạn tại bến, hải quân các nước tham gia nhiều hoạt động như diễu binh đường phố, thi đấu thể thao, giao lưu, trao đổi văn hóa. Cũng trong thời gian này, tàu 20 tiếp tục đón nhiều thủy thủ đoàn hải quân các nước tới thăm, giao lưu các cán bộ chiến sĩ hải quân Việt Nam. Khi hải quân nước bạn đến thăm tàu, chúng tôi đã tiến hành giới thiệu về truyền thống của tàu, hải đội, lữ đoàn, vùng và của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong khi giao lưu với sĩ quan, thủy thủ nước bạn, thì chúng tôi đã tiến hành trao đổi về truyền thống, văn hóa và ẩm thực giữa hai nước. Qua đó là giúp bạn có hiểu biết thêm về truyền thống, con người và ẩm thực của Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động tại bến, làng văn hóa Milan là một điểm nhấn quan trọng, nơi giới thiệu, quảng bá nghệ thuật, văn hóa của lực lượng hải quân cũng như của các quốc gia tham gia diễn tập lần này. Là người đã nhiều lần tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong lần này, ca sĩ Quang Long và tốp ca xung kích của Đoàn Văn Công Quân chủng Hải quân đã gửi tới hải quân các nước cùng người dân Ấn Độ nhiều làn điệu dân ca đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Đó là một cái cảm xúc và khó tả lắm. Nó rất là bồi hồi và mình cảm thấy là rất là vinh dự đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trong quân chủng cũng như là đối với Đoàn Văn Công quân chủng và đặc biệt là đối với Quang Long trong mỗi chuyến đi công tác đối ngoại là một cảm xúc khác nhau. Và đứng trên sân khấu của nước bạn mà được hát về làn điệu dân ca của Việt Nam chúng ta để cho bạn bè khắp nơi biết đến những cái làn điệu như vậy, đó là một cái cảm xúc mà có lẽ là ở Việt Nam thì chúng ta hát trên sân khấu khó có thể có được cái cảm xúc đấy. Để chuẩn bị cho diễn tập hải quân đa phương trên biển, tại Trung tâm Tác chiến Hàng hải thuộc thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, Ban tổ chức diễn tập Milan 2024 đã tổ chức các cuộc thảo luận, xây dựng kế hoạch đi biển và xử trí tình huống trên biển. Các sĩ quan tham mưu của Đoàn Hải quân Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến,
xây dựng kế hoạch đi biển và xử trí tình huống có thể xảy ra trong quá trình diễn tập. Tàu 20 và đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện các nội dung diễn tập trên biển, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa hải quân các nước trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải. Trong quá trình tham gia xây dựng kế hoạch đi biển với hải quân các nước, chúng tôi đã lĩnh hội toàn bộ các nội dung và đề xuất một số biện pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch đi biển như tăng cự ly cảnh giới ban đêm từ 2 lên 4 hải lý để đảm bảo an toàn. Trong quá trình tiếp cận và kiểm tra tàu, không mang vũ khí và lực lượng lên tàu. Giai đoạn thực binh trên biển, các tàu thực hiện thông tin liên lạc bằng thủ tục liên lạc hải quân đa phương MTP, cũng như thông tin liên lạc tín hiệu quốc tế ICS. Các thủ tục liên lạc này có một số điểm khác biệt so với thực hiện bảo đảm thông tin liên lạc tại vùng biển Việt Nam. Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị, ngành thông tin trên tàu 20 đã bảo đảm tốt thông tin liên lạc, góp phần tích cực vào thành công của cuộc diễn tập. Khi có kế hoạch tham gia diễn tập Milan 2024 tại Ấn Độ, ngành đã tham mưu đề xuất với thủ trưởng các cấp tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ ngành thông tin về thủ tục thông tin hải quân đa phương MTP cũng như thủ tục thông tin tín hiệu quốc tế ICS để cán bộ chiến sĩ ngành thông tin nắm được các hình thái, hình thức tổ chức thông tin trong cuộc diễn tập. Ngoài ra, ngành cũng tham mưu đề xuất với thủ trưởng các cấp về công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật để ngành bảo đảm thông tin liên lạc một cách tốt nhất trong toàn cuộc diễn tập. Giai đoạn diễn tập trên biển được thực hiện tại khu vực biển phía đông thành phố Visak Hapatnam. Tàu hải quân các nước được chia làm 3 nhóm chiến thuật. Chỉ huy chung của giai đoạn này là Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Hải quân Ấn Độ. Tàu 20 thuộc nhóm chiến thuật số 3 và tham gia các nội dung: vận động đội hình, thông tin liên lạc, cứu người rơi xuống nước, cập mạn, kiểm tra tàu nghi vấn, vận động tiếp tế trên biển và vận động chụp ảnh đội hình từ trên không. Trong quá trình diễn tập, đoàn Hải quân Việt Nam đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện đúng các kế hoạch đã đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả của cuộc diễn tập Hải quân đa phương Milan 2024 lần này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 3 trên tàu 20 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tham gia đầy đủ và độc lập các nội dung theo chương trình được chủ nhà đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua cuộc diễn tập lần này, chúng tôi sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, qua đó sẽ rút ra những bài học vô cùng quý báu cho việc tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tiếp tục xây dựng chương trình và tổ chức huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Diễn tập Hải quân đa phương Milan 2024 đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động của Hải quân Việt Nam đã khẳng định khả năng phối hợp hiệp đồng trên biển với Hải quân các nước, góp phần khẳng định trách nhiệm cũng như năng lực của Hải quân Việt Nam trong đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.